Oh my god. Các bạn biết không, đã rất là nhiều lần mình không thể tin nổi số tiền mình kiếm được trong tài khoản của mình. Và ngày hôm nay cũng là một ngày tương tự như vậy. Cách đây hơn một năm khi mình bắt đầu với mô hình kinh doanh này, thì mình chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là mình sẽ có thêm một nguồn thu nhập dự phòng cho gia đình và giúp mình có nhiều cái thời gian dành cho gia đình hơn. Vậy là sau một năm thì những cái gì mình đạt được đã vượt xa khỏi cái tầm mong đợi của mình. Nếu các bạn đang cảm thấy công việc của mình đang làm quá nhàm chán, nếu các bạn đang tìm kiếm một cái mô hình kiếm tiền online nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, hoặc bạn đang làm công việc toàn thời gian 8 tiếng mỗi ngày nhưng mà bạn muốn tìm thêm một cái công việc mới để giúp cho các bạn có thể tăng thêm nguồn thu nhập, vậy thì hãy đăng ký ngay và tham gia vào chương trình 3 Day Master Money Online mà mình tổ chức miễn phí vào những ngày sắp tới. Mình sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết về cái mô hình kiếm tiền online này, và mình tin rằng cái mô hình này sẽ giúp cho các bạn có thể có được một cái cuộc sống mà các bạn mong muốn. Xin chào cả nhà, mình là Nguyên, hiện tại mình đang sống tại Hà Nội. Trước đây thì mình đã từng kinh doanh, khởi nghiệp và mở một cái công ty về lĩnh vực du lịch. Cuộc sống của mình luôn luôn bận rộn và không có thời gian dành cho gia đình và con cái. Đó không phải là một cái công việc mà mình mong muốn, một cái cuộc sống mà mình đang kiếm tìm. Chính vì vậy là mình luôn tìm cách để thay đổi điều đó. Và cũng thật không may là khi mà Covid diễn ra thì cái công việc về lĩnh vực du lịch của mình bị ảnh hưởng trầm trọng. Vì vậy mình đã lang thang trên Internet để tìm kiếm một cái công việc và vô tình biết đến cái mô hình kiếm tiền online trên Internet này. Và mình chính thức trở thành một online business owner. Vì là mô hình kiếm tiền online nên các bạn có thể làm việc bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, hoàn toàn chủ động về thời gian. Và đặc biệt với mô hình này thì các bạn không cần phải lo lắng là mình sẽ phải làm phiền người thân hay bạn bè để mời chào, hoặc là các bạn không cần phải tích trữ hàng hóa, không cần phải lo vận chuyển giao nhận, và đặc biệt là các bạn cũng không cần phải là một người giỏi về công nghệ từ trước. Vì đây là một cái mô hình mà các bạn có thể là kiếm tiền online trên toàn cầu, nên nó sẽ không giới hạn về địa lý và các bạn có thể mở rộng được cái quy mô của mình hết sức là lớn. Công việc này sẽ dành cho những ai muốn kiếm tiền online nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, hoặc là những ai đã kinh doanh online tuy nhiên là cái mô hình nó không đem lại được cái lợi nhuận cao mong muốn như các bạn kỳ vọng, hoặc là những ai đã có những công việc làm cố định 8 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên là các bạn luôn luôn mong muốn để có một cái cuộc sống, có một cái thu nhập cao hơn, có thể có dư giả về tài chính, có nhiều thời gian dành cho gia đình, có thể tự do đi lại hoặc là không phụ thuộc vào cái công việc hiện tại của mình. Sau gần 2 năm triển khai cái mô hình này thì mình cũng đã đạt được những cái thành công nhất định, và mình hoàn toàn có thể tự tin để hướng dẫn cho bạn có thể thành công với mô hình này, vì mình mong muốn là có nhiều người hơn nữa biết đến cái mô hình này để có thể tăng thêm thu nhập và tự chủ về tài chính, về thời gian, giúp cho các bạn có được một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy hãy click vào phần đăng ký ngay để có thể tham gia chương trình này. Chương trình sẽ diễn ra vào 3 ngày và 3 ngày sẽ giúp cho các bạn có thể thay đổi được cuộc sống. Và còn chần chừ gì nữa, hãy click ngay vào phần đăng ký để các bạn có thể tham gia vào chương trình 3 Day Master Money Online miễn phí. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình. Xin chào!